tiện lắm. Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Đầu video thì mình xin chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Thì hôm nay tôi sẽ làm một video về hướng dẫn cách fix lỗi của cái Scamnet này nha. Cái lỗi của nó thường sẽ là không thể xác minh ứng dụng, yêu cầu bạn truy cập internet. Mặc dù mình có truy cập internet ở đây này, mình vẫn không thể vào được nha. Thì vậy hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách fix lại nha. Như là đoạn video demo anh em đang xem trên màn hình này thì nó đang bị lỗi nha. Đây, cái lỗi này là anh em bình thường anh em sẽ dùng ấy, dùng tải về xong là anh em sẽ dùng được 1-2 ngày xong là anh em sẽ bị cái lỗi này nha đúng không? Vậy nên là hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách fix và dùng cái này này, nó sẽ không bị lỗi nữa và dùng được vĩnh viễn nha anh em. Ok, và bây giờ tôi sẽ tải lại cái Scamnet này một lần nữa để tôi cho anh em xem là lỗi nó như nào nha. Khi mà anh em bị lỗi rồi đúng không, anh em xóa đi này, anh em tải lại nó vẫn bị lỗi. Đây, tôi sẽ làm nha. Bây giờ tôi đang tải về nè. Ok, ra ngoài màn hình chính nha. Để tôi phải đi lấy một cái máy của ấy đấy, chứ không phải máy của tôi. Máy của tôi thì không bị lỗi nha, tại tôi cài cái kia rồi nên là không bị lỗi. Ok nha, không thể xác minh ứng dụng được. Là do bạn chưa truy cập internet. Thì tôi vừa truy cập internet thì tôi mới tải được cái Scamnet này về đúng không? Ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách fix luôn nha. Ok, và cách đầu tiên của tôi ấy là cách nhanh nhất nhưng mà anh em chịu khó phải làm theo nha. Đầu tiên anh em vào cài đặt này, anh em bấm vào chuyện hoặc là đặt lại iPhone, như kiểu là anh em reset lại iPhone này đó, anh em reset lại iPhone thôi mà anh em sẽ cài được cái Scamnet luôn nha. Còn nếu mà không anh em không muốn cài đặt lại ấy, thì anh em có thể xóa hết tất cả các Scamnet này, ngọc rồng này, anh em xóa hết đi, xong anh em tắt máy đi, anh em bật lại, xong rồi anh em lại đợi 2-3 ngày nha. Phải đợi 2-3 ngày sau xong anh em tải về thì lúc đấy là anh em sẽ dùng được cái Scamnet. Sau khi mà anh em dùng được cái Scamnet đấy rồi, anh em vào rồi nhưng mà nó chỉ dùng một ngày thôi, sau đó bị lỗi đúng không, thì anh em sẽ phải tải cái chặn thu hồi chứng chỉ. Thì tôi sẽ để link cho đó, anh em sẽ phải đầu tiên là anh em phải xóa hết tất cả ứng dụng đi đã, xong rồi anh em cài nha. Ok, bây giờ tôi sẽ vào cái đường link, mà cái đường link này tôi sẽ để dưới mô tả nha. Anh em ấn vào cái đường link này, anh em sẽ vào cái đường link này. Khi mà anh em tải được cái Scamnet này rồi ấy, đấy, anh em vào cũng như này rồi, ok chưa? Thì anh em sẽ vào cái đường link này, anh em tìm cái đường link này nè, xong anh em kéo xuống. Tí nữa tôi sẽ để nha. Anh em kéo xuống, anh em nhìn thấy chưa? Chặn thu hồi chứng chỉ nè. Thì anh em sẽ tải cái này về, ấn vào tải về. Thì anh em cho phép tải về nha. Cái này tôi tải rồi nên là nó sẽ ở trong máy. Ok, thì em cứ tải về bình thường thôi. Sau khi tải về xong ấy thì nó sẽ ở trong máy và anh em bấm vào cài đặt. Và anh em kéo xuống, anh em vào cài đặt chung. Lúc này anh em sẽ vào cái VPN quản lý thiết bị. Xong rồi anh em ấn vào cái DLS chặn thu hồi chứng chỉ này. Anh em sẽ ấn vào cái thứ ba nha. Đó, ấn vào cái thứ ba này. Thì nó sẽ không bị thu hồi chứng chỉ ở nhà anh em. Sau khi ấn vào cái thứ ba rồi thì anh em có thể vào chơi game như bình thường nha anh em. Đó, và chơi như bình thường luôn. Tiện cho tôi hỏi thì ở đây có anh em mà chơi CO3 không nhỉ? Tôi chơi bên CO3 nha anh em. Nếu anh em nào có nhu cầu mà mua vàng thì cứ inbox tôi nha. Vàng X12 100k anh em sẽ được 1 tỷ 2 vàng nha. Ok nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Có lẽ là video của tôi đã dài rồi, tôi sẽ dừng video ở đây thôi. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Tay anh với ra, dù hai ta đứng xa, anh đã đưa đôi tay mình cho em, còn dìu bước em qua trong tay. Hứa em yêu sẽ thấy là tất cả vì yêu em đây mà. Anh không biết nói ra sao để anh có thể cảm nhận từng điều mà em muốn.